Một phần ở trên ghi, một phần ở trong trong cái thùng này. Rồi hello chào anh em nha. Sáng nay mấy anh em mình là tiếp tục làm clip trên các cánh đồng này nha anh em. Mấy nãy hồi sáng giờ mấy anh em mình tính đi quay một clip sinh tồn hồi sáng giờ mình đi xung quanh những cái ao cái mương của cánh đồng mình mà quê mình mà hiện tại là nó khô khô hết luôn anh em. Này không có chỗ nào để bắt cá mà còn một chỗ đây thì mình vô mình phát hiện có một có hai ông anh này ông đang bắt cá ở cái vũng nước đây anh em. Ở khu vực đây là vũng nước đây là duy nhất, còn lại duy nhất ở trên cánh đồng ở quê mình này. Bây giờ cá mình thấy rất là nhiều luôn. Hôm nay có Bảo và cô em Hiểu phúc đồ đầy đủ anh em ơi. Có rất nhiều em. Hiểu cầm lưới xuống Hiểu ơi. Đây tới bao nhiêu bạn. Ôi một ghi cá này anh em ơi. Ôi có tè lưới đây là quýnh là chắc khu đây là hết cá luôn rồi. Ồ cá nhiều lắm anh em ơi. Anh em thấy có ngạnh không? Nó vô bờ mà đen luôn. Rất là nhiều luôn. Mình đi mình định vô đây. Mình cho mấy anh em đi sinh tồn mà hồi sáng giờ chắc tour ở đây rồi, bác ở đây là tour thứ hai thứ ba này. Cá tương đối nhiều anh em ơi. Ôi một ghi cá này. Mà không có cá gì ngon. Tàn à. Đó, có nhiều lắm anh em ơi. Rau. Bao đi. Đi dứt giác thí mà, lứ mà. Thả dùng dùng các bạn. Thả dứt giác luôn. Ôi, xúc. Dính rác ở dưới các bạn. Giữ hiệu giữ cái đầu trong tới rồi ba đi anh. Vũng này nước là còn vũng nước duy nhất anh em ơi. Khô hết trơn à. Quýnh này cá khó chạy luôn á. Đây hy vọng mà để xem thử có gì không đây. Khán giả rất là nhiều luôn anh em ơi. Mấy chú yên tâm chạy nó có siêu đông lạnh tới là có là mình vừa lên ghi là mình bỏ siêu đông lạnh mình đi vô trong Sài Gòn luôn. Ở quê mình xung quanh đây là nó gom hết lại anh em. Nước nước và cá nó gom lại hết một chỗ này. Sao báo bảo phúc đồ của em bữa nay hy vọng mà có cá nhiều anh em đi bán nha. Cá xíu nữa tầm cỡ 11 mà 2 trưa anh em là nước nó nén là cá nó xì nấu đen luôn. Chỉ nó gần gần bờ bạn, nó vô gần gần bờ á. Mình thấy cá rô nó nấu cũng rất là nhiều luôn. Mấy anh em biết mình xuống mình chống tròn tới nó quýnh. Có nhiều lắm anh em. Top đây là top top thứ mấy rồi. Trồng chèn quá anh em ơi. Chài có hết, nhà con có hai chài rồi đấy. Ờ. Xuống cái tem á. Má mà quýnh được chút xíu là cá dính nhóc rồi anh em. Bảo lên lượm ăn cá mũ bảo. Rút cái vợt vô nó khỏi vướng. Ôi cá dính nó kéo quá trời luôn anh em ơi. Kéo là phao rồi. Chắc đạt lưới luôn anh em. Chắc mấy anh em mình bữa nay đi bán hiệu phúc rồi chạy mới chuẩn bị chở đi lấy đá rồi. Đem về lấy bắt cạn chỗ
lấy máy kè chở đi. Có đâu anh gọi đâu. Có đây mà mình ăn bát ít bữa nước nó khô nó không chết anh em ơi. Mình đi ngang qua thấy mấy bạn mình với ông anh ông rờ. Mình quay sẵn mình quay clip cho anh em xem luôn. Đâu yêu? Chưa dính. Quýnh hết tài lứ là về gỡ đuối luôn á. Tài lứ đã dẹo nó dài đó, dẹo 1m8, 1m9. Mình thì đồ chơi cũng nhiều lắm, lưới chài thì nhà mình nhiều. Để cho mùa lục anh em mình đi quay mấy clip mà đi bắt cá cho anh em xem. Khán giả đứng trên bờ cũng rất là nhiều anh em. Quýnh trước rồi, quýnh dính xeo luôn mà. Hậu đi một đường ở giữa nữa là xem. Bao vây tất cả luôn mà. Giờ cá nó không biết ní chỗ nào đó. Dính nhiều gì. Đây tầm mình đoán không làm mình tầm cỡ 4 đến 5 ngày nữa là khô cạn luôn anh em. Quê mình rất là nắng luôn. Nên giờ mà đi quay clip sinh tồn mà những cái ao cái đường mương nó khô thì anh em mình lên đồng thì không có biết bắt được con gì anh em, chủ yếu là đi bắt cá mà nhờ những cái mương đồ nó cạn hết trơn thì không có thể bắt được. Rồi xem dí các bạn ơi, mấy anh em mình định đi thơ lưới hôm nay mà gặp mấy bạn mình nó đi rò hôm nay thì sẵn quay cho anh em xem luôn. Chứ không phải mình đi kích cá mình quay cho anh em xem đâu. Khán giả bị yêu cầu là kêu đi dỡ lưới cho mấy chú coi. Bây giờ yêu cầu dỡ lưới anh. Yêu cầu dỡ lưới. Đây là coi, mê quá hả? Mê quá. Nhanh lên chứ sợ kêu không nổi đấy. Bây giờ cá theo anh nghĩ là trong tay lưới khoảng được bao nhiêu ký cá? Quay 30 ký. 30 ký. Ồ cá nhiều lắm anh em ơi. Bây giờ tài lưới này có ghi mới cuốn được thôi chứ không có cách nào mà cuốn được á. Bây giờ cá nó vô nó đẹp đẹp mấy em cái khi đá này anh em ơi. Quá trời cá luôn. Nẩu anh em thấy cá nó phi cá chép nẩu đầu bự bự không? Cá gì đây? Cá như này đó. Nhiều lắm anh em thấy không? Thấy cá nẩu không? Mấy kích thủ cái quặng chẹp là cá nó xe điện bây giờ mà không bắt cá ở đây thì mấy bữa nó cũng chết này. Đồ nó khô nó còn nem ở giữa đó. Nem giữa nấu đang ở giữa đậu bự bự á. Nem giữa đậu bự bự quá trời luôn á. Không, ở giữa này mười lưới gì. Ồ cá bị nấu, trưa nắng nó nấu đen hết nước luôn. Quá trời cá luôn anh em ơi. Thả xuống rồi thầu cá nữa. Bảo cá luôn à, quá trời cá luôn. Bè phải có ghi mới thu được chứ lạo bộ sao thu. Nó lúng chứ nó nặng đâu có thu được đâu. Nó nẹp ở giữa lứa táo nhiều. Bây giờ cái số cá đây cũng tương đối nhiều rồi, được mấy cá chép cũng ổn rồi anh em. Ôi quá trời luôn anh em. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành đi thu lưới. Rồi tới leo lên tôi lẩu xuống tôi quay. Ai gỡ gót được chứ? Hay là một mình không? Một mình bạn thu được không? Được. Rồi bạn thu thì tôi lẩu xuống tôi đẩy.
Bây giờ mấy anh em thu lưới nha. Mình nghĩ cá ở trong lưới nó sẽ nhiều hơn trên ghe này anh em ơi. Ô đây đây. Thu máy thoải bạn, không cần sở gì đâu. Ôi trời. Ôi trời đây ơi. Tụi mới chết. Khờ giả quá trời. Ở đâu? Báo đưa thùng anh báo. Bỏ vô thùng vô nặng. Nặng lắm á. Đây đây đây. Đây bạn. Đó. Quá nhiều đây ơi. Gụ vô luôn chứ. Gụ vô, gụ vô. Ôi giời cá anh em. Chắc lúc sâu luôn à. Khán giả trời cũng rất nhiều luôn anh em ơi. Một phần là trên ghi, một phần là trong cái thùng này. Ôi giời. Trời ơi, còn đây. Ta lứa về chắc đốt luôn, ta lứa lên em. Giật thấy bạn kệ nó. Thấy đi, về. Về sửa xe. Ui giời, tàn cá chép rồi em. Ta lứa. Không thấy ta lứa đâu nữa anh em. Ôi má ơi, có 1/4 đập tâm lưới mà một đầy thùng rồi anh em. Anh em nào ăn cá thì cứ tập trung lại nha. Anh em thấy khán giả đâu không? Quá đông luôn. Mấy chú trưa mà không về ăn cơm mà phải quyết định ở lại coi mà thu tâm lưới mà. Đuối các bạn. Quá nó nhiều thiệt á chứ không giỡn đâu. Mày giác đi chứ không đâu ai thi cho đấu. Ô con phi. Đẹp lưới rồi. Không còn từ về để bàn nữa anh em. Tay gỡ được. Ui cá. Kinh khủng cá luôn. Đầy thùng rồi, bán mà đầy thùng rồi anh em. Cách chở quá trời luôn. Đem xe vẫn thấy chở cá. Kìm, muốn kìm cái thùng rồi. Anh em thấy thùng muốn kìm luôn không? Rớt cái bự không? Ôi chim thùng. Lấy thoại anh Hiệu ơi. Ôi chim thùng. Tao lên. Chim thùng anh em ơi. Ôi à. Còn số cá trên trên kia nữa anh em. Quá nhiều luôn. Ôi đây. Hết biết cá luôn rồi. Để bơi xuống ruộng mạng. Cho xuống ruộng đi. Ôi trời. Mình nghĩ là cá trong trong lớn nhiều hơn hả Tấn? Cá trong lớn nhiều hơn. Ui. Cá chém là sao đi thui vậy Tấn? Cá này. Ui. Bây giờ mấy anh em mình bây giờ xử cái tà lưới đó là cũng một vấn đề anh em ơi. Ui cá. Chung cá nó không không được lớn anh em ơi. Mà khá là nhiều á. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ di chuyển về nhà. Anh em mình gỡ cái số cá đó chắc mình gỡ chắc tầm cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng về có quá anh em ơi. Bây giờ người ta lưới đây chắc bây giờ mình lấy kéo mình cắt mình bỏ chứ không có cách nào mà để mình gỡ được á. Anh em xem có nè. Nhiều anh em xem clip kêu có
mua hay là thả những hồ cá nuôi mà thật sự không phải anh em ơi. Ở quê mình cá thì một em là cá tự nhiên hết, như bữa nãy mình quay cho anh em thấy rồi, cá là theo những cái ao nước mà nó còn sót lại rồi là cá nó sinh dồn về. Mà mấy nãy hồi sáng á là mình bắt là tăng thứ ba thứ tư rồi á, còn mấy có mấy tốt mà bắt buổi sáng sớm thì tầm xét 7 giờ thì bắt mấy đợt rồi. Hóa ra em á thầy có không một cái lưới là lưới mà không thấy luôn lưới đâu. Lưới quá à, dục lưới gì sao mà ấy được. Cái này mà mấy người nó kêu mình nó xạo này chứ thiệt ra là cá không. Có ấp trem trem có tự nhiên nha nè. Tự nhiên luôn mà. Ui à. Em thấy bảo cá không? Cá đây mà mình không bắt thì tầm có 2-3 ngày nữa. Khu quê nước nó cạn thì ở Mỹ ngang cái chỗ đồng nào đồng ha. Dạ. Đó. Nó cạn thì nó cũng chết anh em ơi. Lưới bây giờ mình bỏ gì bây giờ mình gỡ mình lấy cái lá kéo mình cắt nè. Lưới cắt bỏ hết. Cá chép không, không có cá gì khác. Chép hết. Rô tùm lum. Cá chép chứ cá rô. À cá rô. Cá rô phi hay là rô đồng? Rô phi á. Anh em xe máy cái cảnh mà anh em mình rô cá chép phải làm món gì quá. Cứ gỡ rồi tính gì. Trời ơi, nó nhiều quá, biết chịu yếu quay em những cái cảnh bắt cá cho anh em xem, anh em ở thành phố đâu xem. Anh em nào xa quê nhìn mấy cảnh này là phê lắm. Mình cực thích mấy clip này đi xem quét. Bây giờ đậu này, bây giờ anh em làm một chậu nước này. Đứa nào xa số về cái số ký cá nhiều hơn đứa này chung một lắc bốn nha. Ok không? Ông đây đâu. Em đấu nhiêu ký? Không đem nước đem cái gì mà nước chi đâu nhận đây chắc cũng em 10 kg 30 kg đâu. Bây giờ cho của em đó bao nhiêu ký? Đó là 25 kg. 25 kg. Hai mươi lăm ký bao nhiêu ký? 15 ký thua rồi. Bao nhiêu ký? Cái này phải là 35 kg. Đâu hiểu bao nhiêu ký? Cỡ 30 á, 30. Bao nhiêu ký? Cỡ 35. 35 ký. Không có cho trùng út qua bên đây được mà. 40. Ở đây là tôi chắc rồi. Mình đó có 27 ký. Bao 40 không? Cho thay đổi lại á. 29. Rồi 29. Ông vậy 29 thì 40 xuống còn 29 liền. Bây giờ mình có cách làm xí lưới mới nhanh này chứ không có. Cách nào mình gỡ lưới cho nó này có 30 đổ lại. Trời ơi, làm tâm lưới mấy chục ngàn. 35 ký này nè. Tâm lưới mấy trăm ngàn chục. Quá nhiều cá luôn nè. Bảo cá luôn rồi. Ui dạ. Không biết làm gì cá cho hết trời. Cứ quay cho trong cho cá nhiều để quay cho anh em xem. Mà. Cho bốn đứa con chị vô chợ đi. Đúng rồi, chiều anh em đi vô chợ bán đi. À, đi vô chợ. À, bán đi. Bốn đứa con. Bốn đứa vô chợ nào bán. Ok không? Mình có trang quyền đây. Trang gì vô bán đi. Bây giờ bán 3.000 ký đâu. Lấy ăn. Người ta nấu chả heo. Vô ai bán hả? Thì mua giùm mấy con khổ quá. Kinh trưa đi phơi nắng giờ mua giùm cho mấy con 5.000 ký. Mà giống. Ui. Mình đâu có buồn hả bán giống. Bà kham quá đã cá luôn anh em ơi. Chết rồi, cá thấy kịch sản nha. Không thích cá. Bây giờ mấy anh em mình sẽ gỡ hết cái số cá rồi anh em mình căng cho anh em xem nha. Xem thử ai sẽ là người chung một lốc hút nha anh em. Gỡ hồi sớm giờ mà má có hơn nữa rồi. Thành phố đang thấy cảnh này. Ui, bao nhiêu đây mày nghĩ là phải 20 ký rồi nè. Phút vô em bỏ đi thử đi. Mày 15 phút mới ký phút. Bao nhiêu là mày nghĩ có 20 ký rồi đẹp quá đàn em. Phút nó thua đâu mà. Ồ, anh em còn quá trà cá luôn. Chưa dừng lại luôn mà. Mày nghĩ phải tầm có 30 á. Cái này chỉ có 5 thon à. Ở quê mới có những cái cảnh nhà nào chứ. Khó sao biết cảnh này. Anh em miền Tây có cũng nhiều. Bảo có luôn. Cái đây mà nếu anh em mình mà gỡ từ từ giữ lưới lại thì mình nghĩ gỡ chắc tới 6-7 giờ chiều. Bây giờ mình gỡ đây cho
cái mình còn tấm mà mình bỏ vô chiều mình vớt nữa thì đá bỏ cái này vô nè lợi được nào chị cũng có có đây tầm 2-3 ngày bao ngày nữa nó cũng cháy rồi nó cạn nước nó ném nó cháy rồi đây mà mình bác là tăng thứ ba tư chứ bác mà từ lúc sáng thì có nhiều nữa nước mà xiết rác rác luôn rồi quá nhiều luôn đây mà có lép mà nó nhiều dài ngon hay có lép mà nhiều như thế này thì không tái lực mình bác đâu bên này mình tính ra kêu sinh tồn rồi bắt lưới thỏ lưới ở chỗ đá gì thấy có rồi một là lưới mấy chục kỷ có rồi đây mà anh em là mà có hồ hồ đất rộng rộng em vô mình lấy cái cào mình xúc cái mình về mình thỏ hồ thỏ cho lớn thỏ có 2-3 em nữa lớn cho này bắt bằng sao bảo có anh nói trời luôn quá trời luôn nữa anh nhảy rồi chưa theo nè quá trời luôn này mình để cây mưa dông này nó không được đi mưa dông là nó lên nó vô ruộng rồi ui châm vô có sao tay luôn còn có rồi nó châm đeo á anh em chẹp lửa bán có chép bự bự hấp lên quen khiếp có luôn xem ai sẽ là người trúng nước đây mà nghĩ được phút đi ba xíu mình căng cho anh em xem được bao nhiêu ký nha nhiều lúc mà má anh em mình tắm mùa mưa dông á mình quay clip mà đi xúc cá chép mà nó vô ruộng hoặc là ở dưới đập anh em nhiều anh em kêu có anh em mình mua rồi về thả vô ruộng rồi anh em mình quay clip nhưng thật sự không phải đâu anh em ơi nhiều lúc mà người ta bắt một đêm á một người bắt tầm 300-400 ký có chép mà có chép xa tầm 2-3 ký không á giờ bắt tiếng một 300 ký một tiếng 300 ký anh em thấy không quê em nè chép nó nhiều lắm thật sự luôn căn nhà nhiều anh em thấy có nhiều cái anh em cứ bảo anh em mình ra chợ mua cá rồi mình thở vô luôn mình bán 10.000 ký bao nhiêu ký 10.000 ký cái hầu ông Trạng với lại ai đó gà. Con gà hay gà đó đi bắt đựng tạ đó bắt đựng tạ đó cái chém một bự vậy á bà xài 2-3 ký 3-4 ký chụp một lần 10 mấy con nó đi một lần 10 mấy con có chép là cứ tới mùa mưa dông là nhiều lắm em cực nhiều luôn ui cũng khiếp cá luôn rồi còn vài con nữa đây mà rồi bây giờ ta lớn đây vậy mình cho ra khi mình đốt đó. Bây giờ cho đốt lại một lần nữa là chiên phút của đốt thì nó thua xa quá bây giờ cho phút đốt nước đốt lại 30 ký bảo dạ em 28 33 ký 2 ký 29 ký 30 ký nữ đó là 26 ký đâu đưa cầm vô nghe bảo 1-2-3 nào 30 ký ai đâu thấm ai đâu thấm nhất 8 ký lại anh 26 ký 32 ký anh em ơi cao quá 32 ký bây giờ mình là người đón số ký xa nhất đây mình thuộc lắm của này đẹp đầu quá đây 15 ký anh em thấy cá nhiều không anh em mình thả chút xíu mà được 32 ký cá anh em ơi mà thật sự đa số là khoảng 90% là cá chép nhiều quá cá chép đây mà nếu quá anh em nào có cái ao nào mà rộng có tầm vài chục mét vuông xúc về mình thả của em này rồi thả cỡ anh em 2-5 xe là nó lớn chết ôi cá chép đây mà anh em nghĩ mà cái lượng nó lớn rồi nó sinh sản nó đĩa ra thì không biết bao nhiêu cá mà nói luôn chép đây mà đó là giờ mày mưa dông là có xài tầm 2-3 ký nó vô ruộng đĩa có bự anh em con nào nấy dạng như nghệ luôn rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ
lựa một ít cá bự ra anh em mình hấp hấp chuối quen hay như bè hôm gọi là hấp truyền thống nó quen mà nè, mà cứ hấp chuối trái hay chuối cây rồi giờ nên nước cốt dừa đó anh em mình bây giờ mình lựa cá ra đi rồi còn số còn lại thì mình bên xe đây mình mới thấy ông anh hàng xóm này ông mới qua còn 2 ký em đổ ra anh lựa con nào anh lựa trời đấy Giang anh ăn có gì anh đi cá rồi về chiên đi anh có chép không 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 ăn cá chép anh đang cá rồi đây tôi mấy cá rồi về chiên vô nhóm lựa mấy cá rồi bự bự cá này này ra bự bự mày lựa cá qua qua cá mình có nhỏ nữa ta lớn xí lớn luôn mà nó gùi á nó nhiều quá cái nó gùi vậy nó ví dụ đấy thôi chị kể gì anh xúc không được anh xúc xúc coi là tôi gắp nhỏ nhỏ không à luôn cái kẻ bả đây mày làm cái món gì hấp hấp đi đó nhiều đây ăn y kiểu lên nha ở đây là đây mình lựa sẵn lựa mấy con nào mập mập của em qua nhà bảo em quá lớn mà nhờ mà nhiều hơn giấy luôn à ừ là 30 má cân 32 kg có đem 2 kg 32 kg má cân sắc cái cân cân đó má độ đó má độ 32 kg nó còn hút lấy em đón 26 kg thua 32 kg ở đấy giờ cỡ 30 kg và mấy cái 30 kg 32 kg mình nói giờ đậu 30 kg coi đợi gì mình đi biển để cách mình chết ta 10 mấy kg rồi thôi anh em ơi bây mình lựa một ít cá to to đây mấy anh em mình sẽ đem đi hấp còn số còn lại để anh em mình sẽ tính việc sao nha nhiều quá rồi bây giờ mấy anh em mình đã làm cá sạch sẽ rồi anh em ơi anh em mình sẽ nấu với chuối cây nha bây mình sẽ phi thơm với gia vị rồi. Đó mình phi thơm gia vị nha anh em cho chút nước vô vậy nó bị chát út qua lấy giùm cái tô nước cốt dừa út qua à đây có đâu anh em nấu theo cái phong cách từ xưa giờ ở quê mình nè anh em mình sẽ lấy cá là mình nấu nha anh em ơi ui cá chép đợt đây cá chép nhỏ quá anh em ơi đây nha anh em mình nấu đỡ nha đó ui cái bạn bán mới ngon à cái bạn bán này mới phê anh em ơi rồi còn mấy cá đây để má mình phải chiên ăn cơm anh em đó. Cá hấp có nghệ tư nó bán đi cái mùi tanh này anh em thì nấu đơn giản cá hấp mà có này nấu vô cây chứ không là hấp nữa rồi đây mình sẽ cho chuối cây vô nha nè chuối cây khi mà mình nấu cái gia vị nó thấm vô cái chuối cây ăn rất là ngon xíu nữa mình sẽ cho thêm nước nha rồi bây giờ mình sẽ cho một ít nước cốt dừa vô cho nước ủa vì mình sẽ nêm nếm gia vị nha anh em nêm nếm cho gia vị nó thấm vô cái khi nào mình ăn là mình nêm lại một lần nữa là vừa luôn á ngọt một ít đường nha nước mắm anh em mình cho nước mắm nhỉ vô à cho nó thơm nha anh em rồi đây mình nấu đơn giản thôi món này thì nấu rất đơn giản anh em mình đúng ra là phải có cái dừa khô dừa già anh em mình mài ra mình vét cái nước đấy thì nó sẽ ngon hơn cái bột nước cốt dừa khô sao bảo đói bụng với em đói bụng quá rồi mình sẽ cho thêm nước nha nè cho thêm nước vô để cho nó thấm ôi cỡ đây là vừa anh em xíu nó cá thì mình trở anh em mình quằn quằn gian nắng sáng giờ cũng đói bụng à
Ui anh em ơi, thơm quá anh em ơi. Quá thành thơm luôn. Thơm không Bảo? Quá thành thơm. Em đói bụng quá đâu. Phúc đói bụng cho em. Đói rồi. Cô em đói chưa? Đói rồi anh. Bây giờ má anh em mình sẽ đem vô trong bàn ghế đá kìa. Má anh em mình dùng bữa trưa luôn nha anh em. Ở quê mình có cái là nấu thường nấu chuối cay như thế này anh em ơi. Khi mà mình nấu cái cây chuối này nó thấm gia vị ăn rất là ngon nha. Nhiều lúc ăn ngon hơn cá luôn á. Vì cái chuối nó xốp này, mình nấu cái hút gia vị vô ăn rất là đã. Ừ. Rồi, sao Bảo? Hấp dẫn á. Hấp dẫn quá hả? Bây giờ cô em với Phúc là Bảo nghiên cứu sách vô trong kia anh em mình dùng luôn. Rồi, để không à. Bây giờ mấy anh em mình sẽ thưởng thức món cá nấu chuối cay đây anh em ơi. Nhất nay. Lên. Làm nay. Đói quá anh em ơi, để mình làm thử miếng chuối nha. Mình ăn cái món chuối đây nè. Đâu, lượm đi mấy anh em. Thơm nó. Tôi thấm anh em. Út ăn được cá đây không Út? Không. Không hả? Béo quá. Út đang không ăn cá chép anh em. Cá rô phi á. Cá rô ăn này. Không, em ăn đi, chị em ăn. Không ăn hả? Ừ, em không được cá đây. À, cứ. Núi. Làm cá trứng anh em. Ồ, cá trứng nó ngon quá cho. Làm bên cha. Được chứ. Cá trứng nó còn hơi to, không sao. Rồi, làm bên trứng à. Quá nhỏ luôn. Giờ bụng là nó chín hết à. Giờ bụng chín hết. Ăn Bảo. Đó. Bốc hết coi em, không ra đâu, vô bụng chín nha. Tụi em chín giả lên. Vô bụng. Đó. Vô bụng là nó nhức. Chưa hết. Vô bụng là nó chín à. Anh em mình ăn chung nhà không sao đâu anh. Đây mình ở quê ăn chung ngủ chung mà bình thường. Đúng Bảo? Đúng rồi. Quá là ổn nhai luôn. Ngon. Em hấp miếng nước này. Có chép này nó hơi nhỏ nè, nên nó hơi xương. Anh em ăn cố gắng ăn cẩn thận nha, với nó hơi xương nha. Này của em, cái trứng ở phía dưới đây là chín rồi của em. Đó, này. Đó. Trứng chép ăn ngon lắm em. Đỏ quá. Xương quá. Em ăn cẩn thận nha, chứ không ai đi ngược đâu mà vút nha. Ủa, là mình phải đi ngược là mình vút được nè. Ừ. Cậu lên dầm xuống không? Chế mình thích ăn cái lườn này, béo. Chế này mình to chút nữa ăn. Ừ, kiểu luôn. Quá là yên nhiễu luôn. Ừ. Nhỏ gì đâu á. Cái chú cây nó thấm cái nước cốt dừa á. Ăn ngon. Mình thấy có chép mà ở ngoài Bắc á. Mấy anh chị cô chú ăn nhiều, ở quê mình thì ít ăn cá chép. Nhớ rồi thấy mình đi nhóm chắc nhiều nói lắm á. Ừ. Rồi mình vô trẻ á. Làm cá chép âm dừa. Ừ. Đây ngoài Bắc thường mình thấy món cá chép âm dừa. Cá chép mình làm cái đầu mới ngon nè. Ta ngày xưa có câu là đầu cá chép mép cá tre nè. Cái đầu béo của cái đầu cá chép mà nó rất là ngon. Ừ. Đẹp quá. Lên mình cây nhà lá vườn nhân giả. Thứ gì nhiều nấu hả? Thứ gì chịu nấu? Cái mặt bán mà ngon. Bảo mới mình thông báo anh em một tin nhau. Bảo mới vô làm với mình được mấy ngày mà Bảo có người yêu rồi anh em ơi. Đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Hồi sớm mình mấy đứa tìm xem mẹ cũng nhiều tuổi ngang chạm của hiệu của em nhiều lắm em. Thế hôm nào bánh em là lên rảnh là mình kêu vô mình quay những cái trò chơi, những cái mini game cho anh em xem. Đông cho nó vui anh em, thật sự luôn. Hôm trước có mình những cô hiệu thì cũng hai buồn. Bây giờ có anh em nhiều anh em rảnh thì vô quay chung mình cho vui. Béo không phải con. Mình cứ nói anh em nào rảnh á, cứ sáng là 8 giờ mặt ở tại đây là sĩ số bao nhiêu là anh em mình chiến bấy nhiêu.
Ngọt không có. Có ngọt, ngon béo mà nó nhỏ đẹp nên nó xương nhiều. Có xương nhiều. Nó đem ăn cẩn thận. Được không? Xương hay nhiều nha. Đó mình làm nguyên khúc này mới đỏ này. Cái nước ngon luôn, ngọt. Ngọt. Nước tưới nó là với nước cá là ngọt lắm. Vừa làm nhanh nó nã luôn. Nã luôn không? Út cái tè nó ác kiến liệt, nó dở cái máy đớt mà kè. Dạ vậy con nem trái hề, nem nó ớt hơn, nó nhỏ chứ đâu có bự đâu. Nó thì cũng nhắc này nghe kè nó không thành cá. Có đồng rồi mình nấu kè, tiêu, ớt. Vợ có người tư vô nó sẽ bán đi cái mùi tanh của con cá nha nè. Có chép ở quê mình mà tám mùa mưa nè, là cái chép bự lắm, 3-4kg, 4-5kg một con mà người ta bán tầm có 7.000-10.000kg nè, ở quê mình có chép rỉ đó. Mưa dông là cá nó vô ruộng nó đi trứng anh em. Là ở quê mình cứ định kỳ hàng năm nào cũng vậy, là tới đợt mưa dông tháng 9 tháng 10 là bắt đầu có chép nó sẽ đi vô ruộng những cái ao ra muống rồi nó đĩa, đó là cái tập tính hàng năm luôn anh em. Kiểu như cả hồi mà khi nó đi đĩa thì nó sẽ đi bơi ngược dòng nước á. Con cá chép này cũng vậy nè. Mà hè không tới tỷ tới mùa mưa là nó vô ruộng. Mùa mưa nó mới lên đĩa được. Tập tính mà. À, những cái tháng bình thường thì nó ở qua sông lớn á. Bắt đầu vô mùa sinh sản thì nó sẽ vô ruộng. Đợt hôm mà ruộng mà bây giờ mình làm ba vụ của em là tháng 9 tháng 10 là còn lúa nó dựng á, nó chạy vô ruộng là giạt lúa luôn, chết rất nhiều, làm ổn ổn nhiều ruộng ngổ tám. Ừ, nhiều lắm. Ừ. Có bé mà hả, xương quá, xương nhiều. Đây mình làm chỗ cây à. Rồi anh em ơi, chắc bây giờ anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý Đoàn và những anh em trong team thì cho Đoàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Anh em nhớ mà những anh em nào mà khi Đoàn đăng clip anh em không nhận được thông báo thì anh em nhớ bấm hỉ cái chuông đấy. Sau đó anh em bấm đăng ký lại thì khi mình đăng video thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Vì cái kênh mình hiện tại đang bị mất đề xuất rất nhiều. Nhiều lúc mình đăng video thì điện thoại của mấy anh em nó không có báo. Nó có báo về điện thoại anh em. Nên anh em giúp Toàn một cái là anh em bấm hỉ cái chuông đấy, sau đó bấm đăng ký lại. Thì khi Toàn đăng video thì mọi người sẽ nhận được thông báo nha. Bây giờ mọi người yêu quý Toàn cho Toàn một like và một đăng ký kênh. Còn mọi người muốn ủng hộ những sản phẩm của mình như mắm mực, mắm cá cơm, mắm ruốc, mắm đục thì liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha, 0937 686 179. Bây giờ mình và anh em sẽ xin phép dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em.